Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều 5 tháng 12, nguồn tin của phóng viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ thảm án ở Cà Mau đã có lời khai chi tiết từ hung thủ Bùi Vũ Khoa. Khoa khai rằng đã ra tay sát hại từng người một và không nạn nhân nào nhìn thấy người thân của mình bị Khoa sát hại. Đây chính là quỷ kế của gã con rể hờ tán tận lương tâm trong thảm án Cà Mau. Theo lời khai của Bùi Vũ Khoa, do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào nhà vợ nên cảm thấy không được tôn trọng. Bên cạnh đó, thời gian sinh sống, do khoảng cách tuổi tác nên Khoa và vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Khoa 23 tuổi, vợ 38 tuổi. Và Khoa đã có ý định sát hại cả nhà vợ từ trước đó. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023, khi hai vợ chồng vẫn ở cùng trong phòng riêng, Khoa dùng tay siết cổ vợ đến chết. Thấy vợ đã tắt thở, Khoa lấy mền đắp xác lại rồi ra ngoài, nằm võng nghĩ cách giết cha mẹ vợ. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng người con trai của ông Sự về chơi và tổ chức nấu ăn đến 14 giờ mới xong. Khi hai vị khách này rời đi, Khoa tiếp tục thực hiện ý định giết cha mẹ vợ. Khoa khai, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi thấy mẹ vợ đang dọn dẹp sau nhà, thì dùng tay siết cổ bà đến chết. Sau khi gây án, Khoa kéo xác người phụ nữ 68 tuổi đặt ở mé vuông tôm gần nhà. Khoảng một tiếng sau, thấy cha vợ đang ở trong phòng, Khoa đi ra sau nhà lấy một cái búa, tấn công vào đầu khiến ông gục trên nền gạch. Khoa ném cái búa xuống ao cạnh nhà, vơ vét tiền bạc được 55 triệu đồng, định rời đi thì phát hiện cha vợ đang tỉnh dậy. Khoa tiếp tục dùng khúc gỗ rồi dùng dao tấn công khiến nạn nhân chết tại chỗ. Kế đó, Khoa ra phía sau nhà, dời xác mẹ vợ ra xa hơn, dùng đá nặng để dìm xác bà chìm xuống đáy ao. Khoa lấy chiếc xe của cha vợ và rời đi cho đến khi bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2023. Như vậy, từ khi Khoa sát hại 3 nạn nhân đến khi người dân phát hiện các xác chết là hơn một tuần. Từ ngày 26 tháng 11 năm 2023 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023. Cũng ngày hôm đó, kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định vợ Khoa mang bầu 8 tháng và đơn thai chứ không phải song thai như thông tin ban đầu. Các thông tin về tiểu sử của hung thủ Bùi Vũ Khoa cũng đã được cập nhật nhiều hơn trong ngày hôm nay. Theo đó, gia đình Khoa thuộc diện khó khăn ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Khoa từng tham gia đội dân quân tự vệ, sau đó đi làm thuê rồi bỏ nhà đi ít khi về nhà. Hơn một năm trước, Khoa bén duyên cùng chị PLK đã có một đời chồng và hai con riêng. Khoa về sống với chị K cùng nhà với ba mẹ chị K ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Trước đó vào sáng 4 tháng 12, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông S nên đến để kiểm tra. Phát hiện vợ chồng ông S cùng con gái đang mang song thai đã tử vong. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Danh tính nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông PVS, 69 tuổi, chị PLK, 38 tuổi, con gái ông S, hiện đang mang song thai sắp đến ngày sinh, và bà TTP, 68 tuổi, vợ ông S. Sự việc ngay sau đó đã được trình báo chính quyền địa phương. Hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án nói trên. Tại hiện trường, thi thể ông S trong phòng ngủ của ông, thi thể con gái ông trong phòng ngủ của chị, còn thi thể vợ ông S được phát hiện dưới vuông tôm, cách nhà khoảng 50 mét. Sau khi phát hiện vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Cái Nước nhanh chóng tập trung lực lượng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Người dân địa phương cho biết, mấy ngày qua họ không thấy gia đình ông S ra ngoài. Sáng nay thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà, nghi ngờ có việc không lành. Khi mọi người kéo đến kiểm tra mới phát hiện vụ việc. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, vài ngày trước đó còn thấy con rể của ông S là Bùi Vũ Khoa xuất hiện tại địa phương. Người con rể còn mời một vài người đến nhậu, sau đó lấy xe của gia đình đi đâu không rõ. Đến tối 4 tháng 12, nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Công an Cà Mau đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Khoa là nghi phạm chính gây ra thảm án đau lòng ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong quá trình truy bắt nghi phạm,
một tổ công tác đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69L1-4152 đang chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 1. Đây là chiếc xe của gia đình nạn nhân. Ngay lập tức các trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ, đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Khoa bị lực lượng công an bắt vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 12 tại địa bàn xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Trong vụ thảm án 3 người bị sát hại tại xã Thạch Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau do nghi phạm Bùi Vũ Khoa thực hiện. Thời điểm bắt giữ nghi phạm, các trinh sát hình sự công an tỉnh Cà Mau không khỏi giật mình bởi kẻ giết người không ghê tay lại mang một bộ mặt bình thản đến không ngờ. Mặc dù báo chí vẫn đưa tin về việc nghi phạm Bùi Vũ Khoa đã sát hại 3 người, nhưng trên thực tế y đã sát hại 5 người. Do vợ Khoa đang mang song thai và chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh nở. Khoa khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau rằng do sống bên nhà vợ và giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đỉnh điểm mâu thuẫn là vào tuần trước. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ khiến hai người này tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ. Sau khi giết cả gia đình vợ cùng hai đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, Khoa đã lục lọi, lấy trộm tiền và xe gắn máy của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lời khai bình thản đến lạnh người của nghi phạm Bùi Vũ Khoa khiến ai nấy đều cảm thấy bức xúc, phẫn nộ. Lý giải về hành vi mang rợ của nghi phạm Bùi Văn Khoa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn nhìn nhận, áp lực cuộc sống hiện nay tác động vào xã hội, sức ép về việc làm, về mưu sinh, tranh chấp, tiền bạc cũng chi phối giá trị sống của một bộ phận người dân, dẫn đến lối sống thực dụng ích kỷ, vô cảm và sinh ra tội phạm. Những xung đột tích tụ dồn nén lâu ngày khi có điều kiện rất dễ dẫn đến những hành vi nguy hiểm. Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho rằng, mẫu số chung của các vụ án mạng là do sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Đây được xem là thủ phạm giấu mặt từ việc sống ích kỷ, vì lợi ích cá nhân, chạy theo vật chất, chạy theo danh lợi vô cảm. Trong bối cảnh như vậy, gặp tình huống bất lợi, con người sẵn sàng làm mọi việc, kể cả giết người, miễn sao đạt được mục đích của bản thân. Trong vụ án này, nghi phạm Bùi Vũ Khoa không chỉ giết nhiều người mà còn giết người đang mang thai. Đó chính là chị PLK, vợ của Khoa, người đang mang song thai. Đây là một trong những tội danh bị định khung xử phạt hết sức nghiêm khắc nhằm đề phòng, răn đe và giáo dục những trường hợp khác trong xã hội. Theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi giết nhiều người, trong đó giết người mà biết người đó đang mang thai sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Theo lời khai của nghi phạm Bùi Vũ Khoa, trong quá trình chung sống với gia đình vợ, một vài mâu thuẫn đã phát sinh khiến nghi phạm bức bối, để rồi gây ra vụ thảm án kinh hoàng. Chuyên gia tội phạm học nhận định, hầu hết các vụ thảm án trong gia đình đều xuất phát từ các mâu thuẫn xảy ra từ những vấn đề nội tại trong chính những gia đình đó. Những mâu thuẫn này thường âm ỉ thời gian dài nhưng không được giải quyết một cách triệt để. Đến lúc bộc phát, một số người đã mất kiểm soát và sử dụng hành vi bạo lực như nghi phạm Bùi Vũ Khoa trong vụ án trên. Gây rợn là Khoa ra tay với vợ khi chị này đang mang song thai. Như vậy, Khoa không chỉ giết một mà là ba mạng người, trong đó một vợ và hai đứa con chuẩn bị chào đời. Theo các chuyên gia, hầu hết hung thủ của các vụ án mạng chịu sự ảnh hưởng tác động lớn từ môi trường sống như hoàn cảnh gia đình, môi trường giáo dục, môi trường xã hội, sự thiếu quản lý của gia đình khi các đối tượng chìm đắm trong thế giới ảo với các game online đầy bạo lực, dung tục, phản cảm. Ngoài sự tác động không nhỏ từ môi trường Internet là thói quen sử dụng rượu bia đã thổi bùng những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống thành những vụ thảm án kinh hoàng. Trong vụ án trên, theo các nhân chứng, trước khi gây ra vụ việc, nghi phạm Khoa đã mời nhiều người đến tổ chức ăn nhậu tại nhà cha mẹ vợ. Nhiều đối tượng trước đó rất hiền lành, nhưng do bị kích động mạnh trước những hành vi trái pháp luật của nạn nhân hoặc do sự kích thích rượu bia, cộng với những mâu thuẫn thù tức trước đó đã bộc phát dẫn tới hành vi giết người. Thêm vào đó, một số người còn hạn chế về nhận thức pháp luật, mù quáng trong tình yêu, vị kỷ cá nhân trong quan hệ gia đình, yêu đương, nên khi gặp phải những mâu thuẫn hay có sự ngờ vực đã không tìm được cách xử lý đúng mực mà sử dụng bạo lực. Mặt khác, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, trong khi quan niệm sống của người dân đã có sự thay đổi đặc biệt lớn, thì cái tôi cá nhân, cái tôi ích kỷ luôn được đặt lên hàng đầu, dù là với những người thân trong gia đình. Minh chứng cho lối sống ích kỷ đó là tỷ lệ tan vỡ của các gia đình trong thời gian gần đây đặc biệt cao, đi cùng với đó là sự gia tăng đáng báo động của tội phạm vị thành niên và nguy hiểm hơn, đó chính là những vụ án giết người, sau đó phân xác phi tang trong thời gian qua. Cuộc sống hôn nhân, gia đình mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Tùy vào mức độ hoàn cảnh mà mỗi cặp vợ chồng đưa ra cách giải quyết khác nhau,
nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cả hai cần kịp thời nhận ra những bất đồng và cùng nhau tìm cách giải quyết. Theo các chuyên gia, điều quan trọng là các thành viên trong gia đình phải gắn kết trên nền tảng xem trọng các giá trị đạo đức, từ đó mới có thể hạn chế những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình. Trong đó, người lớn phải trở thành tấm gương về đạo đức, lối sống để con cái học tập noi theo. Trường hợp xảy ra mâu thuẫn, người trong cuộc phải biết bình tĩnh lắng nghe và thấu hiểu. Bên cạnh đó, công tác hòa giải của các cơ quan, đoàn thể cũng rất quan trọng. Nếu kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết mâu thuẫn ngay từ ban đầu, sẽ góp phần hạn chế những vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn gia đình như trong vụ thảm sát, sát hại 3 người trong một gia đình, nhà vợ tại Cà Mau nói trên. Dưới góc nhìn của chuyên gia, nghiên cứu về tội phạm, phần lớn những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đều có tính chất bộc phát. Thủ phạm gây án trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh, dẫn đến không làm chủ được hành vi của bản thân. Những hành vi bộc phát thường dẫn tới những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong sinh hoạt gia đình, không chỉ là biểu hiện nhất thời mà đã tích tụ trong thời gian dài. Bên cạnh đó, có vấn đề đạo đức xuống cấp, việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống không được đề cao, dẫn tới khi xảy ra xung đột, dù là xung đột nhỏ nhưng hậu quả lại rất lớn. Hiện vụ thảm án con rể hờ sát hại 3 người trong gia đình vợ tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau gây rúng động dư luận vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vụ án cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ về những giá trị cơ bản trong xã hội đang có nguy cơ bị lung lay trước sự biến chuyển quá nhanh của đời sống xã hội trong thời đại số. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!